Hello, và công tôi mới sơ lộ xin mời tất cả anh em quay trở lại kênh mình. Hôm nay mình sẽ khởi đầu với game Subway Shop này, ok, let's go. Rồi, này mình sẽ chọn ra vật nào đây. Ok, chúng ta chọn là Ansa. Ok, let's go. Ansa trang phục màu đỏ với mái tóc màu hai màu khá là đẹp. Nhìn rất là kiểu là bắt gân vậy. Style rất là đẹp. Ok, đây nào, một hộp. Ok, một chiếc giày ngay phía trước. Xuống nào. Ok. Chúng ta đã có 35 cái cối xay gió rồi, thì còn thiếu hai cái nữa rồi. Chúng ta sẽ được nhận phần thưởng. Ok, khoảng 500. Ok, tiếp tục còn khoảng 500 nữa. Ok, mà mình khí nhá. Ok, chúng ta đã hoàn thành. Xuống nào. Và cái dây tiếp. Một phá khá nguy hiểm, một phá bây giờ. Đâu, trên vừa có cái cối xay gió nữa mà chúng ta không lấy được. Ok, đây nào. Oh my god, chúng ta bị tóm rồi. Đi với game Potter 2 nào. Potter nào, Potter thôi. Quỷ mày hay Potter. Ok. Chúng ta đi với level 20. Thôi, mình sẽ chuyển sang map khác đi. Ok. Sáng mắt Underfield. Những chú cá sấu đang giành mồi. Ok, nó tiếp tục lê vào. Ok,
Ok, chúng ta bắt cửa rồi. Ok, xem cái ông bước giờ ông là sẽ đi đâu rồi. Ông ở đây. Cái này ok, chúng ta phải cho vào đây thì cái này sẽ dùng đây này. Được này. Ok. Rồi, chúng ta có cửa. Ok. Ta đi level tiếp theo nào. Ta bơm nước xem nào. Ok, chưa có cả rồi. Ok, tiếp theo là hai cái vòi này cùng bơm với nhau. Chúng ta có cửa. Nhưng mà tiếp theo đâu. Qua đây mở lại. Chúng ta xem này thế nào nào. Khá là khó đây. Để tìm được cách nào đó để thoát khỏi cái này. Ok lại nào. Ok, chúng ta cho này rơi xuống đây nhá. Nó fail rồi, lại nào. Fail rồi. Đây. Ok. Mình dốc phát sang đây nào. Ok.
Ok, vẫn không đủ nước các bạn ạ. Này nào. Ok, sao cậu bé Tùng chúng ta dạy nào. Rồi. Chúng ta chơi trò chơi nào. Ok, chơi Brick Tap đi. Chúng ta sẽ bắn súng. Ok, bấm này nào. Thank you.
Ok. Khá nhiều thời gian vẫn chưa được và vẫn chưa xong. Ok, và nó chắc thua kết thúc ở đây rồi. Ok, may quá chúng ta đã vừa phá được mình đây. Wow, chúng ta đã kết thúc. Tiếp theo mình chuyển sang game Sosokan. Tại điểm level 50 đâu bạn ơi. Oh, cái của nó cắt chúng ta rồi. No. Lại nào. Ok, hạ sữa. Oh my god, mình phải không để ý chúng ta đã bị. Ok, thêm được một cái đập bảo vệ. Ok. Rồi, tiếp theo mình chuyển sang game mà Hello Neighbor. Phần hàn xích. Chúng ta sẽ đến với Ok, là chúng ta đến với Alpha 3 nhé. Ok, là cậu Stay 3. Này mình sẽ cứu những người bạn chúng ta thật nhanh. Đây, chúng ta tìm nó trong buổi vua hỏa bạn. Ok, chúng ta phải lấy được cái này găng tay trước nào. Ok, di chuyển thôi. Ok, tiếp theo là sau đây đâu. Ok, ba cậu nhóc đầu tiên. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ba cậu đang xuống trên nóc nhà. Con trai đâu? Không phải con trai đâu cả các bạn ạ. Thôi mình sẽ đi cắt ba tên này trước. Sau đó chúng ta sẽ đi Ok, có con trai đang đây nè. Đâu, đi thôi. Come on, bỏ chạy.
Ok, chạy qua đây nhá. Come on, come on. Còn nước cũng hơi đi các bạn ạ. Đâu, quả trái để chặt đầu chúng ta. No. No. Phải bị tóm rồi. Ok, tìm quả trái tiếp nào. Come on. Tạo dụ cho đám mây này nó màu đen ngòm cho xì luôn các bạn. Chúng ta có thể là ok, có rồi, được rồi, rồi. Đám mây đã bắt đầu có tiếng xe rồi. Come on. Ok, chạy rồi. Ok, các bạn tên là bố tên là rơi đây rồi. Mình sẽ đi về nhà. Chúng ta cần phải đi lấy khẩu súng nước thôi. Chạy phá đường thoát xa. Ok, khẩu súng nước đây. Ok, chúng ta đi bơm nước nào. Không biết mang nước trong cái bơm cũng được không. Ok, được rồi đấy. Chạy rồi. Ok, bên trên nào. No, 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 no. Một pha khá là vô vậy. Đã bị rơi luôn vào trong đây rồi. Một pha hơi chủ quan của mình. Rồi, chúng ta đi lại nào. On. Ok, nhảy sang đây nhá. Rồi. Tiếp theo nhảy sang đây. Chúng ta sẽ đi làm cho cái đường ống này nó không cháy nữa. Sao vậy? Oh my god, chúng ta đã xuống đáy nước rồi. Ok. Bơm lại nước nào các bạn ơi. Không hiểu sao mà không tập được một tiếng lửa nào. Ok, chúng ta đi nào. Ok, mà sao quả treo lên trên được không, chúng ta lại thôi.
phê không ra con lửa. Rồi chúng ta về cái điện nhá. Nó mòn hay cái nào. Tìm cách thôi, tìm cách thôi. Ôi, rơi xuống dưới rồi nè. Một hai điểm xuống nhanh. Come on. Ok, các bạn thể men theo con đường này. Chúng ta đi. Rồi, chúng ta đi chạy này. Mình sợ rằng có con trai đây thôi. Ok, không gặp. Chúng ta sẽ mất hai cái điểm ra đây này. Sau đó đợi ba con tên chơi trên đây xuống. Nào nha nhau. Come on. Rồi là chúng ta đã quên tên rồi. Đâu có trái đứng ở kia. Làm gì ở đây đây? Quả trai vẫn đứng ở đây không chịu đi rồi bạn. Con ta đang làm gì đây? Bố mang tôi cuồng này. Ok, con chạy sang kia rồi, chúng ta chạy luôn. Ok, lấy 4 con nữa là đẹp, là xong. Hoàn thành nhiệm vụ. Ô, mình nhắm con ra ngoài thì phải các bạn ạ. Ô, mấy con. Ok, xem lại nào. Một con bị nhắm ra ngoài rồi. Ô, trời ơi. Không thể chịu nổi. Một pha khá hậu đậu tận của trò mình. Ok, đặt con này đây nào. Ok, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Theo chúng ta sang game Spongran Good Cook Off nào. Cái gì đây? Question nào. Ok. Ok. Cốc trước à. Ok. Tiếp theo nào.
Ok. Ok, tua qua đoạn này nào. Một rương. Chúng ta mở ra rương xem được gì nào. Ok, 200 vàng. Ok, tiếp theo mình chuyển sang game Tom Friend nhé. Theo mình chuyển sang game My Tom 2. Rồi, chúng ta bắt đầu đi khám phá đâu. Các vùng đất mới. Ok, vùng đất này nào. Cảm ơn được rất nhiều. Ok, khá là nhiều hoa quả. Tao chắc cho tên này đi ngủ thôi. Ok. Tiếp theo mình chuyển sang game SpongeBob. Ok, bà đây này. Bà đây này. Ok. My time machine. Perfect. Pretty sweet bread, eh? Picking up enough rules. How did I get stuck with this game? Should have stuck with Plan Z. Đã đi được hơn 700 mét rồi, tầm tầm rồi. Ok, chúng ta có một cái bánh kẹp. Thôi, đây là cách chúng ta kiếm vàng nhanh nhất. Ok.
đẩy ra tay phải nào. Ta sang vùng đất mới. Getting out of the way now. Over here. Ok, và đi trên khẩu lồ rồi. Tam thủ nó có 700 bảng thôi. Có đường nó là 4.000 mét rồi. Dodging that. Ok, vậy đi rồi. Chúng ta sang level tiếp theo. Rồi chỉ còn 2 người thôi. Ok, vậy là video của mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau. Cảm ơn tất cả bạn quan tâm theo dõi. Thank you for watching.